Hôm nay chúng ta học bài số 13. Hư chơ chá khan chinh chí. Chính thêm bỏ mến xuế tí sứ sàn khờ. Hư chơ chá khan chinh chí. Ý, cú tuổi mà, tuổi mà. À, yuê tú, tí y bu phần. 从第23到26题选词填空 từ câu 23 đến câu 26 chọn từ điền vào chỗ trống. Rồi ta có A là gì? Ấu ở là gì? Thỉnh thoảng. Chinh xỉn là tiến hành. C là bu phân, bộ phận, một phần. Đây là trên chân chữ kinh chỉ. E là chư chinh. Chư chinh là gì? Ngạc, kinh ngạc, đúng rồi. Rồi, đáp án câu 23 là đáp án nào? C. 23 là C. 24? A. À, 25? E. 25 là E. 26? E. 26 B. Rồi, đúng rồi. À, phần này bỏ qua đi ha. Câu nào không biết đọc? Biết dịch không? Nếu mà biết thì thôi phần này mình bỏ qua, mình học phần sau. Rồi từ câu 27 đến câu 30 chọn từ điền vào chỗ trống. Rồi ta có chan. A là chan thinh ha. Chan thinh là gì? Nhà ăn, nhà hàng. Sau quỷ là hơi nhẹ nhẹ. Phân tu rồi sân trình. D là sân trình là gì? Xin phép. Application. Xin phép á. Ví dụ như là đơn xin phép mình là sân trình su. Chữ su là quyển sách á, là đơn á. Sân trình. Ta cai là khoảng. Rồi 27 là đáp án nào? D. 28? E. 29? A. 30? 30 là gì? B. Đúng luôn. Rồi đọc lên đi ha. Câu 27 mọi người đọc lên nè. Xiao Yun. Xiao Yun. Nì. Chào tao công chúa lờ ma. Mấy giờ? Quả ý chí chân chỉnh lờ. Chàng xuế chinh. Đọc lại này. Chàng xuế chinh. Chàng xuế chinh. Đã phan chú quả tù xô sư. Đúng rồi. Tiểu Vân, mùa hè năm nay sắp tốt nghiệp rồi ha. Bạn tìm được công việc chưa? B trả lời vẫn chưa. Tôi đã xin trình, tôi đã xin học bổng. Tôi đã xin học bổng rồi. Dự tính là gì? Ra nước ngoài học thạc sĩ ha. Rồi mọi người đọc tiếp nào. A câu 28 ha. Chơ chư phang gia. Chơ chư phang gia. Ní tả xoan truy san gia. Tô chẳng sử chen. Kỳ chơ chư phang cha này kỳ nghỉ lần này bạn dự định là đi Tam Á bao lâu? Liền có xin chỉ bạ. Hai tuần, khoảng hai tuần vậy. Tôi đoán là gì? Đoán là cuối tháng thì có thể về ha. Duy tỷ tức là cuối tháng. Rồi câu 29 mọi người đọc lên. Căng trải trai. Căng trải trai. Trai chan thinh. Hở nỉ xô hoa tờ na cơ. Nỉ hải ở sư suế. Xiao lì à. C.
xin lại tờ thống xuế à thống sự ừ. Xin đến quản quay sang của vấn đề y chỉ biểu hiện tờ chế mục đọc là lè của mấn lè ha lơ y a lè đúng rồi à lúc nãy sao này cái người con gái mà nói chuyện với bạn ở nhà hàng là ai đúng rồi tiểu lý đấy à, xéo lì à ở à, người đồng nghiệp mới đến xin đến bạn huy là gì à, đúng rồi trong buổi tiệc tết thì giả hội năm mới ha hòa mẫn lẻ y chỉ dàn chế chúng tôi cùng nhau diễn tiết mục đúng rồi tiết mục của chúng tôi cùng nhau biểu diễn đấy câu 30 đi rồi để thầy dịch luôn này xa xa ủ treo cung chô trùng chế ní xế hào là mấy dậu à người a hỏi là gì buổi chiều treo là nộp ha cung chô trùng chế là bản tổng kết công việc à bản buổi chiều nộp bản tổng kết công việc bạn đã viết xong rồi hay chưa b trả lời cũng gần xong rồi chaputo là sắp xỉ mình gì là gần xong rồi ha dấu chỉ có ti phang có vài chỗ tôi vẫn sao hơi phải sửa một chút à, phải hơi sửa một chút tức là phải sơ qua một chút nha sơ cũng được mình gì là sơ tôi cần phải sửa sơ qua một chút ha à, dịch vậy tia pu phân phần 2 à, từ câu 31 đến câu 34 hải lê xuân suy sắp xếp theo thứ tự câu phần này khó ha rồi câu 31 là đáp án nào b c a à b c a 32 a b c a b c rồi 34 33 phải không b a c 34 a c b ờ giỏi đúng hết ha lần đầu tiên có một phần làm 4 câu đúng hết ha tức là cả lớp đúng hết ha không có ai sai ha rồi câu 31 nè BAC là bởi vì sao? Câu B thấy là câu giới thiệu ha, câu mở đầu này. Nó nói là chơ phần trả chư chia sao là chung của hẳn tô chu mình được phân trình. Cái quyển tạp chí này đã giới thiệu cái gì? À, rất nhiều danh lam thắng cảnh của Trung Quốc. Rồi sau đó câu C là chỉ trong chia sao hoàng hợp tờ này pen. À, trong đó là có một cái bài giới thiệu về gì? Hoàng sông Hoàng Hà đúng rồi. Ta thấy cái từ chỉ trung này là nó nối tiếp cái ý của cái danh lam thắng cảnh giới thiệu về danh lam thắng cảnh của cái câu B phải không? Mọi người gạch chữ chỉ trung ha. Chỉ trung này là nó lặp lại cái ý của cái ý B đó. Rồi. Xie tờ thơ bị xiáng xì viết đặc biệt là gì? Chi tiết ha. Rồi. Ở chìa sử phân à, hơn nữa rất là thú vị ha, còn rất thú vị. Câu 32 32 ta thấy là giới thiệu là câu A trước nè. Suỵ zhe ke xue de ji shu fa zhan dịch là theo như cái sự phát triển của kỹ thuật ha. Ren yu ren de quan xi cái mối quan hệ giữa người với người càng ngày càng gì phăng phèn càng tiện lợi ha à. Sau đó câu B là gì nó nói tiếp là gì hoàng sang pha tiền sử dấu trên gửi email ở trên mạng à chứ lại với phủ phèn càng ngày càng phổ biến à. C là sang phản ngược lại ha những người viết thư trở nên càng ngày càng ít à. Giờ có ai mấy ai viết thư bằng giấy nữa đâu. Coi vậy chứ viết thư bằng giấy nó hay đấy. Nó có cái chữ viết đó, thật sự là nhìn thấy chữ như thấy người. Giống như ngày xưa là thấy Thượng Phương Bảo Kiếm như thấy vua vậy đó.
Ngày xưa người ta yêu nhau, người ta viết bằng thư từ qua lại rất là hay. Câu 33. BAC. BAC là, ta thấy là câu B trước nó giới thiệu là gì? Quan trung phủ bên rân với chơ bu tiền nhìn bú chô. Quan trung là gì? Đúng rồi, đám đông khán giả ha. Đám đông khán giả là phủ bên. Cho nhận định cái bộ phim này là bú chô, rất hay ha. Rồi sau đó là gì? Bu chỉnh nay rộng sự phân phong phú, không chỉ là nội dung rất là phong phú, rồi diễn viên diễn cũng rất là hay. Đúng rồi. 34. ACB. Sang sự tờ xuân dấu hổ tùng, dịch ngược lại là gì? Cái hoạt động du xuân lần trước Tiểu Hạ tổ chức rất tốt ha. Rồi sau đó là ta cha tâu quản ở ta hình cao xin, mọi người đều chơi rất là vui. Đúng rồi, lần này vẫn là do cô ấy phụ trách sắp xếp nữa chứ. Rồi xong. Rồi, câu ti san phu phân phần 3. Câu 35 đến câu 43, xèn chu chân chuyệt thả an, lựa chọn đáp án chính xác. Câu 35 đáp án nào? Hả? D. D hay C? D. D hả? À rồi, có người C, có người D. Rồi thế thì lát nữa chúng ta sẽ xem lại nha. Rồi 36. B. Câu nào? B. B à, khẳng định lớn. 37. A. À 38. D. D rồi, quay lại câu 35. Rồi cả lớp đọc lên xem nào ha. Woman tuy sư bài. Woman tuy sư bài. Nhưng cái dầu chân chê tờ rân sư. Ấu ở tờ sư bài. Chỉ cho sự cớ ý. Làm woman chinh chủ tư chỉ. Hãy dầu sẵn mơ. Suy yêu thí cao. Chầu xiang truy hậu tờ thành công. Người ta nói cái từ chơ này, trừ tờ sư, cái chữ chơ này ám chỉ cái điều gì? Hả? Đúng rồi, cái chữ chơ này là ám chỉ là kết quả của thất bại. Câu C mới đúng nha. Các em thấy cái chữ chơ cho câu cuối cùng này thấy không? Này nhìn này, người ta hỏi chữ chơ câu cuối cùng là chơ khở gì băng chú ở mẫn chầu có truy hậu tờ thành công. Các em gạch hết cái câu cuối cho thầy, gạch câu cuối là chơ khở gì băng chú mẫn chơi, gạch hết câu đó. Và dưới cái chữ chơ này chấm một chấm to như hạt đậu đen để biết là cái chữ chơ này nha, là ý của nó chơ tức là gì, là cái quá trình thất bại phải không? À, cho nên là câu C. Rồi câu 36, mọi người đọc lên ha. Vừa lái bảy chi nghỉ chén. Vừa lái bảy chi nghỉ chén. Ý chinh sẽ vui. Ý toàn sử chén than kỳ. Số ý. Quay vừa lái suốt. Ý nén thí tờ han kỳ khương. Thinh hở xua hẳn rộng ý. Chữ sư thiền han chữ dầu. Chỉ bên ha. Rồi quan ủy tha khở gì chứ tao sớm liên quan đến lần nãy chúng ta biết được điều gì, có thể biết được điều gì? À các cái câu trên là ý chính sẽ có ý toán sự trên han gì gạch câu trên. Thấy không? Câu một vừa mở đầu đó, câu thứ hai đó gạch câu trên, gạch đi à. Cho đến chữ han gì gạch đến han gì. Là câu B đó, sẽ có han gì ha. Rồi 37, 38, 37. Rồi 37 mọi người đọc theo, đọc xem nào. Yến chiêu pha sen. Yến chiêu pha sen. Dầu xe chư tạo vô hương.
đọc lại. Rú níu này hứa sang treo. Rú níu này hứa sang treo. Hứa ý ban chu rần xoay. Hứa đầu chia đông sinh. Rú ca phây thả. Rú ni sử rần sinh phân. Chân thẳng siêu sĩ. Rồi, căn duy chơ toàn hoa. Theo như đoạn văn này, uống cái gì sẽ khiến cho người ta hưng phấn? Sinh phân là hưng phấn. Uống cái gì hưng phấn? À, đúng rồi, cà phê ha. Níu này thì giúp cho giấc ngủ. À, sinh tố thì giúp cho ngon miệng. Còn bia thì giúp cho cảm giác say say. Cũng hưng phấn đấy, nhưng mà không... chữ D này là không có trong bài học. Là nếu mà chữ phí chiều mà không có vui thì người ta đâu có uống. Khang có uống bia không? Uống hả? Ngoan vậy hả? Rồi câu 38. Rồi mọi người đọc câu 38 lên nào. Chân sư tờ giao trình. Chân sư tờ giao trình. Xin tăng đã giao. Khoan, chủy ban trở là người tổ chức nha. Đọc lại nè. Đọc lại. Dấu chủy ban trở xỉa. Dấu chủy ban trở xỉa. Xin chung sầu xen giao chua mình hỏa tông tờ xiang xi. Đọc lại. Hỏa tông tờ xiang xi nây rộng. Hỏa tông tờ xiang xi nây rộng. Rán thâu. Bây chỉnh, bây giao chỉnh tờ rấn, tờ nâng lì, biểu sư khẩn định, bình tha cẩn, bây giao chỉnh tham gia hỗ tông tờ nguyện nhìn. Si vang nha, đọc là si vang. Si vang mà đọc thành sư vang là thất vọng nha. À, chân sư tờ giao chỉnh xin là thư mời chính thức. À, thư mời chính thức. Cái là cái loại thư mời mà đúng cách đó, ha, chính thức là đúng cách đó. Tăng rạn giao dấu đương nhiên là do ai? À, người tổ chức viết, chủy phan rấn xỉa, xin chung là trong thư. Trước tiên, phải nói rõ, số miệng là nói rõ cái gì? Nội dung nha, nội dung chi tiết của hoạt động. À, nội dung chi tiết của hoạt động. Sau đó bay giao chỉnh tờ rẫn là gì? Bay giao chỉnh tờ rẫn là người được mời. Nó chưa hết, nó có tờ nửng ly nữa. Dịch ngược lại luôn là năng lực của ai? Năng lực của cái người được mời. Nào thấy không? Dịch ngược lại mà năng lực của... Vậy là khoan. Khoan, các em gạch dưới đây cái cụm từ là gì? Bay giao trình tơ rấn tơ nẫn ly. Đây là một cụm từ đi chung với nhau, là ngữ danh từ. Gạch lại đi, dùng bút gạch lại là bay giao trình tơ rấn tơ nẫn ly ha. Gạch dưới đây. Rồi sau đó mình dịch lại này nha, là các em thấy chữ tuy không? Rán hâu giao tuy, gạch dưới cái chữ tuy là giới từ nha, giới từ tuy trước. Giới từ tuy trước rồi động từ là gì? Biểu sư khẩn tình, bày tỏ khẳng định là ghi là động từ, gạch dưới bày tỏ khẳng định ghi là động từ. Câu này hơi khó dịch nha. Rồi như vậy mình sẽ dịch là câu này có giới từ á, mình sẽ dịch giới từ sau nha, dịch động từ trước mình sẽ dịch là gì? Sau đó thì sao? Bày tỏ chắc chắn hay là khẳng định cũng được ha. Bày tỏ sự khẳng định cũng được. Bày tỏ sự khẳng định đối với cái năng lực của cái người được mời. À, đối với năng lực của người được mời ha. Rồi, bình xua miễn. Hơn nữa cần phải nói rõ cái gì nguyên nhân này. Nguyên nhân tham gia P
Bị yêu chỉnh tức là gì? Nguyên nhân gì? Tha mến bị yêu chỉnh tham gia hoạt động của duyên gìn. Nói rõ cái nguyên nhân mà họ được mời để tham gia hoạt động. Các em gạch hai chữ xua miệng ghi là động từ. Xua miệng ha, động từ. Rồi, duyên gạch hai chữ duyên gìn ghi là tân ngữ ha, tân ngữ. Và cái cụm từ mà tha mệnh bay giao trình cho đến chữ duyên gìn là một cụm từ đi chung hết, là một cụm từ nha. Các em có thể gạch liền là tha mệnh bay giao trình san cha hộ tung tờ duyên gìn gạch hết cụm từ đó. Rồi như vậy khi dịch ta dịch là gì? Nói rõ, động từ dịch trước nói rõ gì? Nói rõ cái nguyên nhân mà họ được mời để tham gia hoạt động. À, thấy cái câu gì rất là khó mà nắm được ngữ pháp mình dịch rất là dễ. Chuy hâu si văn tha mệnh nâng câu chan cha. Sau cùng là hy vọng họ có thể tham gia. Đúng rồi. Vậy là quan ủy giao chỉnh xin liên quan đến lá thư mời. Có thể biết được. Câu nào? Giao khẩn tin bay giao chỉnh rấn. Đúng rồi. Phải khẳng định cái người được mời ha. Lưu ý nha. Sau này mình muốn mời ai cái gì đó, mình phải khẳng định cái điểm hay của người ta là, ví dụ là bạn có cái gì đó rất là hay, bạn không đến thì cái bữa tiệc của chúng tôi là xem như là rất là buồn tẻ chẳng hạn. Nó nghe khoái quá ha. Câu 39 này. Câu 39 mọi người đọc lên xem. Y xe tên nhìn chuyện. Cố rang quan trọng tự chỉ tai chư tờ nhìn leo dẫn mến bu tờ bu mải tên nhìn ghen mai tờ tông si hẳn tua quan trọng tay chư dùng chua phả văn bu mạn đi nhìn quay tên nhìn ghen tờ tông si mơ nghĩa quay ta ghê nghỉ trao sư quay san tay. Mắc hơn 3 lần so với siêu thị. Rồi người ta nói là quan trung tuy sẩn mơ bu mạn gì, khán giả là không hài lòng với cái gì? Thế nào? Đúng rồi, tung di thai quầy ha, đồ ăn quá mắc. Câu này biết gì không? Biết ha. Rồi câu 40-41. Rồi mọi người đọc lên này ha. Trai hẳn tua rẩn khan lại. Trai hẳn tua rẩn khan lại. Thanh liễu xỉnh yên ghê. Chính chỉnh sư. Đến chính rẩn tờ ai hào. Chính chi lào cơ. Thái sư lào rẩn tờ. Thế hai. Chí sử. Truy lý cự ly khoảng cách. Đáp án nào? C. C đúng rồi. Rồi. Chắc hình tôi đến khá lại rất nhiều người xem ra thì nghe nhạc gì? Liễu xỉn yên duy là nhạc thịnh hành đó ha, nhạc thịnh hành đó. Chính chỉnh sư vón chọn vón vén là sở thích, tức là chỉ là cái sở thích của người trẻ. Rồi còn cái gì? Kinh kịch. Rồi lào cứ là những bài nhạc, bản nhạc xưa, nhạc xưa, nhạc cũ ha. Mới là cái gì? Sự cái yêu thích nhất của người già. Đó là nhiều người nhìn nhận vậy, nhưng mà thật ra thì sao? Nghe những bài nhạc thịnh hành tuy là lĩnh dễ sư cho hậu chu cũng rất tốt đối với người già.
Đời nhạc thính hành có rất nhiều loại. Người già chỉ cần lựa chọn phù hợp với bản thân mình ha. Ý giang vẫn có thể khiến cho tâm mình vui vẻ, khiến cho tâm trạng vui vẻ. Vẫn còn có thể là rút ngắn la chin, tức là rút ngắn cự ly này. La, các em gạch hai chữ la chin, kéo gần đó, nhưng mà mình kéo gần, kéo cự ly gần, phải không? Rồi, các em gạch chữ truy lý là động từ, tân ngữ nha. Như vậy là vẫn còn có thể kéo gần cái khoảng cách giữa người trẻ với người già. Rút ngắn cái cự ly, kéo gần cái khoảng cách giữa người trẻ với người già. Rồi câu 41 là quan dữ liệu xỉn dinh duệ, liên quan đến nhạc thỉnh hành có thể biết được cái gì? Hào chu ha, câu D, dấu sĩ tô hào chu có rất nhiều lợi ích. Câu 42 đến câu 43 này. Rồi mọi người đọc lên xem. Sư chia sang ti y pu. Sư chia sang ti y pu. Vũ sân tiên dịnh chu sen tờ sử hậu. Thần thiên sang quan tờ quan trung. Dầu cơn thì quan trung than thao tên nhìn chung. Dầu ý nhang mà chơ sang tự chỉ hảo qua lại. Hảo tơ. Đọc lại. Hai pa tơ mà sang hảo tơ yuyển yuyển tơ. Mà sang thảo tơ duyên duyên tơ. Chữ tao na lem mà chơ. Tha trải chua xa lại. Dầu tơ quan trung. Hoa miên chỉ tơ ý sản. Dễ tả tha chỉ lái. Của mến tô thính hào xeo tờ. Tam sư tham thiên nhìn trai tam sử chế sư cơ xin xem sửa. Vậy là câu 42 là đáp án nào nè? Sư chia sang câu C. 43. Rồi. Rồi dịch bài này nha, rất là vui ha. Sư chia sang tỷ bộ phân. Tỷ bộ vũ sân chu sen tờ sử hậu. Này, ta thấy là cái từ tơ, cái cụm từ dài đến là chữ tơ sử hậu. Hay mình dịch là khi. Khi gì? Cái bộ phim không có âm thanh được xuất hiện trên thế giới. Đúng rồi, lần đầu tiên, cái bộ phim đầu tiên được xuất hiện trên thế giới ha. Khi cái bộ phim không có âm thanh á, là được xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới, đã thu hút hàng vạn khán giả. Có những người nữ khán giả khan tao tiên nhìn chung, nhìn trong phim có một chiếc xe ngựa xiang tự chỉ phảo qua là chạy về hướng của mình á. Lưu ý này, các em gạch chữ xiang giới từ, thấy không? Sang là giới từ, hướng về, hướng về đó. Rồi gạch phào qua lại là động từ. Động từ phào qua lại là giới từ, là chữ sang. Và động từ là phào qua lại. Giới từ trước, động từ sau. Như vậy là mình dịch là gì? Nếu mà sang, sang tự chỉ phào qua lại là chạy về hướng của mình. Vậy là nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy về hướng của mình. Sợ đến nỗi, cái câu này là câu trình độ bổ ngữ nha các em. Câu này các em ghi chú là trình độ bổ ngữ này. Là hai pa tơ mà sang phào tơ duyển duyển tơ. Sợ đến nỗi ngay lập tức chạy thật là xa. Thấy chiếc xe ngựa chạy về hướng mình, nó chạy thật là xa. Chữ tao na len mà chờ. Mãi cho đến khi, chữ tao là mãi cho đến khi cái chiếc xe ngựa đó là không còn thấy trên màn hình nữa.
hoa men tức là cái màn hình đó, không còn chai hoa men chung phủ chen lợ là không còn thấy ở trên màn hình nha, trong màn hình. Các em biết là phim ngày xưa chiếu bằng màn hình gì? Vải. Đúng rồi, giống như máy chiếu vậy đó. Các em biết máy chiếu không? Nó giống máy chiếu vậy đó, là chiếu lên trên trên tấm vải to, là rất là nhiều người có thể xem được ha. Rồi, tiếp tục. Tha chạy chua xe lại, lúc đó là cô ấy mới ngồi xuống, chua xe lại là ngồi xuống ha. Dầu ta quan trọng có những người khán giả nhìn thấy cái gì? Tiên diễn lụy xa dùy tờ hoa mèn, nhìn thấy là cái màn hình á, trong cái màn hình sao? Đang mưa. Nhìn thấy cái trong màn hình đang mưa thì sao? Bà chứ chỉ đã dùy sàn dễ tả chỉ lại, cũng bật cái cây dù ở trong tay của mình lên. Chứ chỉ đã dùy sàn là cây dù của mình, cũng bật cây dù của mình lên. Bây giờ chúng ta đều cảm thấy rất là mắc cười ha. Thỉnh hào xeo. Hào xeo là mắc cười, rất là mắc cười. Nhưng tan sư khan tiên dình, xem phim. Chai tăng sử là vào lúc đó. Thực sự là một điều mới mẻ. Thực sự là một điều mới mẻ. Xin xen sư. Đúng rồi đó. Mình nhớ là những cái năm 86, 87, nhất là 87, 88 là đã chiếu phim Tây Du Ký lần đầu tiên trên màn hình TV á. Đó, lúc đó thịt lắm. Cứ canh đúng cái giờ đó là chạy tới cái xóm á, là ngồi từ trong nhà ra đến ngoài đường luôn. Lúc đó cái TV á là nó còn nhỏ hơn cái TV, còn nhỏ hơn cái laptop của thầy nữa. Màn hình 16 inch đó các em. Nó 15 inch. 14, chắc 14 inch á. 14 inch thôi đó. Màn hình trắng đen mà, trắng đen 14 inch nhỏ xíu à. Rồi phần 3 này, su xỉa. Câu 44 đến câu 48 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu 44 trước. Câu 44 là gì? 1 1 4 2 6 5 3. Đúng rồi. Na bình trả chữ. Tờ. Nây rộng. Sử phân phân phụ. Dịch ngược lại là gì? Nội dung của cái quyển tạp chí đó rất phong phú. Câu 45. 5, 4, 2, 3, 6, 1. Đúng rồi. Mình sẽ dịch là gì? Nì tờ. Sân chỉnh trái leo. Chi chu chi lờ mạ. Chi chu chi là gửi đi chưa? Gửi đi ha. Cái tài liệu đơn xin của bạn đã được gửi đi chưa? Câu 46 này. 6 4 2 5 3 1. Tức là tha gì này? Tha sư. Ơ sư sư chị. Chuy. Dầu miễn. Tờ. Diện duyên. Tức là anh ấy là cái gì? Là một diễn viên nổi tiếng trong thời. Nổi tiếng nhất trong gì? Trong thế kỷ 20 nha. Cho nên là câu này hỏi là 6, 4, 2, 5, 3, 1 nha. Rồi, 47. 2, 3, 4, 1, 5, 6. Đúng rồi. Vậy là dịch là tha xua tờ quân thị trao chu lợ. Thảo luân tờ nay rụng. Tức là cái vấn đề mà anh ấy nói đã vượt ra cái gì? Nội dung thảo luận. Đã vượt ra nội dung thảo luận. Chao chu là gì? Thảo luận tận nơi rộng ha.
câu 48 là gì? 3 5 1 3 5 1 4 2 6. Rồi, tiên nào, máy vi tính hả, tiên nào trung ủy yêu nâng chân trạng công cho lợ, tức là chiếc máy vi tính cuối cùng cũng đã được làm việc được một cách bình thường rồi nha. Rồi phần phần 2 này, từ câu 49 đến câu 50 ha, xem hình vẽ và đặt câu. Ta thấy là hai cái người này đều là gì? Diễn viên kinh kịch, phải không? Và nó có chữ dàn duyễn là diễn viên. Thế thì mình sẽ nói là gì? Hai người họ đều là diễn viên kinh kịch. Xong mình nói là gì? Tha mẫn lè. Tha mẫn lè là được. Có bổ nhân rồi có chữ số 2 á, lè ha. Hai người họ ha, tha mẫn lè tô sứ chinh truy dàn duyễn. Rồi xong 10 điểm, ngon lành chưa? Còn nói miệng thì cũng được 1 điểm. Câu 50. Ta thấy là nó có chữ gì nè? Đúng sai phải không? Gạch chéo rồi là sai, còn là móc là đúng. Rồi nó có cái chữ là chô u. Chô u là gì? Chô u là lỗi, là bị sai, bị lỗi. Rồi vậy câu này làm sao? Làm sao? Lào sư chân trai cài len xí tờ chô u cũng được à. Mà có câu nào, ai có câu nào hay hơn không? Đọc lên coi. Câu đó nó không có hay. Mình có thể nói là chua len xí tờ sứ hô à, sui tou you shi hou hui fan le chuo wu. Khi làm bài tập ai cũng có khi là phạm sai lầm, phạm lỗi. Còn cái câu như thế này là đơn giản, là mình có thể làm vậy này. Ta thấy là trong cái hình vẽ nó là đánh trắc nghiệm, đánh trắc nghiệm đúng sai đúng không? Vậy thì mình nói là sao? Tha chân trai thiện xie. Thén xỉa gì? Thén xỉa. Thén xỉa gì? Lên xỉ tờ. Lên xỉ tờ gì? Trưng chê hoặc chờ chô u. Xuyển chờ thì mình nói là tha chân trai xuyển chờ. Xuyển chờ cái gì? Lên xỉ tờ trưng chê hoặc chô u. Anh ta đang lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Là cái đúng hoặc sai của bài bài tập. Lên sĩ tha chân trai xuyển chờ lên sĩ tờ chân chân chê hô chô u tờ tả an. Rồi kết thúc bài số 13 nha.